Vâng, xin kính chào quý khán giả thân yêu đã trở lại với kênh Hiền Tô Ta Bình Triệu. Hôm nay em Toi sẽ cập nhật ba bạn xem mới vừa về tại salon luôn và đời rất là cao. Bây giờ mình sẽ quay tổng quan và chi tiết nhất ba bạn xe này cho quý khán giả cùng xem nha. Bạn đầu tiên là Toyota Vios phiên bản 1.5, bản full nhiêu khách, bản G. Bạn này đời cực kỳ mới luôn nha, 2023. Đời 2023, lăn bánh 2023 luôn. Chạy vẫn còn trong quá trình roadside nha. Xe mới chạy có khoảng 15.000 cây thôi. 15.000 cây. Bạn này thì màu trắng nha. Đó, màu rất là đẹp luôn nè. Đó, xe không cái gì xe mới luôn nha khách. Bạn này thì cái mẫu rất là đẹp. Đèn là đèn full LED hết rồi nha. Đèn full LED hết rồi. Đèn gầm cũng là đèn full LED. Bảo hành tới 2025 nha các. Bảo hành tới 2026 chứ. Bảo hành tới 2026 lận. Bảo hành 3 năm. Và còn bảo hành tới 85.000 cây nữa nha. Còn bảo hành tới 85.000 cây lận. 4 vỏ là dính theo xe nha. Bạn này là xe lướt rồi. Cái này bên mình chưa có vệ sinh luôn nha. Chưa có vệ sinh luôn. Quay trực tiếp cho quý khách hàng cùng xem luôn nè. Bộ lăng nè. Bạn này thì mình đang chào bán là 545 triệu cho một bạn Vios 2023 nha. 2023 mới chạy có vài tháng thôi nha khách. Điều ngoài tự động hết. Sổ sách là còn đầy đủ hết nha khách. Sổ sách đầy đủ hết nha. Không có gì phải bàn một bạn xe siêu lướt nè. Siêu lướt luôn. Tiết kiệm rất là nhiều sổ xe mới luôn. Bạn chủ có lên một cái thảm 5D cho khách hàng nè. Vios thì đi rất là tiết kiệm xăng nha. Đây, mức tiêu hao trung bình chỉ có 5.9 lít thôi. Còn đường ngoài đô thị chỉ có 4.8 lít thôi nha. Cực kỳ tiết kiệm luôn. Và bạn này được hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị xe nha. 70%. Quý khách hàng chỉ cần bỏ ra hơn 100 triệu thôi là được hỗ trợ trả góp qua ngân hàng rồi nha. Đây, siêu mới luôn. Đó, chỉ có 545 triệu thôi nha. Cho một bạn Vios 2023. Siêu lướt trên thị trường luôn nha khách. Vỏ suku chưa lăn luôn nha. Vỏ suku chưa lăn luôn. Bản full nha khách. Vỏ suku nè. Bạn chủ lót ẩm nè. Đó, rất là sạch nha. Đây, vỏ suku chưa sử dụng nha. Đồ mờ mới ghen nè. Đây, cái mâm còn 7 màu sáng giới nha khách. Đây, vỏ suku chưa lăn nè. Đó, chưa sử dụng luôn nha khách. Còn mới tinh luôn. Chạy vẫn còn trong quá trình roadside nha. Bảo hành tới 2026 nha. Bảo hành 3 năm tại hãng luôn. Bảo hành 3 năm tại hãng tới 2026. 1.5G bản full, màu trắng ngọc trai, siêu đẹp luôn. 2023 545 triệu cho một bạn xe chạy mới chỉ có 15.000 cây nha. 15.000 cây, siêu lướt trên thị trường luôn. Đây, giờ mình sẽ quay phần máy cho cái này cùng xem nha. Đây, thang máy nè. Bên mình để yên luôn nha. Để yên luôn. Máy móc rồi. Mới kiên hết nha. Đó. . 2023 bản full, bảo hành tới 2026, chạy 15.000 cây, giá chỉ có 545 triệu thôi. 545 triệu cho một bản Vios siêu lướt trên thị trường luôn. Rồi, bản xe thứ hai mình muốn giới thiệu là Toyota Veloz. Toyota Veloz nha khách. Đây. Bản này thì 2022. Giá chỉ có 560 triệu thôi nha. 560 triệu. Chạy 90.000 cây rồi. Đây, 90.000 cây. Màu bạc ánh kim nha. Màu bạc ánh kim rất là đẹp nha. Quý khách hàng nào muốn vay bạn này có được hỗ trợ trả góp qua ngân hàng tới 70% giá trị xe nha. Và được bạn này còn bảo hành tới 2025 nữa nha. Đó, két nè. Tem nhà sản xuất còn y nguyên hết nha các. Bạn này là xe 7 chỗ MPV. Bán chạy nhất của Toyota luôn nha. Cực kỳ đi cực kỳ thoải mái luôn nha. Và rất là nhiều tính năng an toàn nè. Có phanh tay điện tử nè, có sạc không dây nè. Đó, có cruise control đầy đủ nha. Đây, cái chi tiết mới tinh luôn nha các. Đây, mới keng luôn.
màn hình nè, màn hình LED hết nha. Đó, màn hình LED hết nha. Đó, màn hình nguyên zin rồi hết nha. Rất là đẹp nha, chiếc xe siêu đẹp luôn. Rồi, bạn nào đang tìm Vlog muốn qua xem trực tiếp bạn này thì qua bên mình nha. Giá chỉ có 560 triệu thôi. 560 triệu cho một bạn xe Vlog còn nguyên bản hết. Đó, cực kỳ rộng rãi nha. Cực kỳ rộng rãi luôn. Đây, hàng ghế phía sau là có thể bật lên được nha. Đó, bài thì tay có thể bật lên được nè. Chân là chân nỉ zin hết nha. Đó, điều hòa đầu đầy đủ hết nha. Vlog, mẫu xe rất đẹp của Toyota luôn. Chạy rất là tiết kiệm xăng nha. Rất là tiết kiệm luôn. Đường hỗn hợp chỉ có 6 lít 3 thôi. Còn đường ngoài đô thị chỉ có 5 lít 4 nha. Còn mẫu xe 7 chỗ siêu tiết kiệm. Siêu tiết kiệm luôn cho một bạn xe gia đình MPV của Toyota. Đây, phần đuôi rất đẹp nha các. Kiệm rất là nhiều tiền so với xe mới luôn nha. Đó, còn bảo hành tại hãng tới 2025. 2025. Đó. Cái xe nè, không có gì một bạn để bàn nè. Đó, bên mình chỉ vệ sinh lại là đẹp đó thôi nha. Rất là mới. Đây. Đó, cái xe siêu đẹp luôn nha. Chưa có vệ sinh nha các. Chưa có vệ sinh. Đó, vệ sinh lên nữa là đẹp nha. Xe chuẩn ô đô. Với hàng có thể tận hãng thoải mái nha. Toyota Vlog 2022. Giá chỉ có 560 triệu thôi. 560 triệu cho một bạn xe Vlog màu bạc cánh kim nha. Màu này cực kỳ sang nha. Đây. Rất là đẹp luôn. Rồi, một bạn xe thứ ba mình muốn giới thiệu với các bạn là Toyota Cross phiên bản G nha. Bản 1.8G. Xe này nhập Thái Lan nha. Nhập Thái Lan. Giá rất là yêu thương nha. Giá chỉ có 680 triệu thôi. Chạy được 40.000 cây nha. Đây. Ở chất xe rất là đẹp nha. Màu trắng nha. Màu trắng. Bạn nào đang tìm xe bạn màu trắng thì qua trực tiếp xem bạn này nha. Có thể hỗ trợ trả góp qua ngân hàng luôn nha. Hỗ trợ tới 70% giá trị xe. Với các hàng lấy xe chỉ cần bỏ ra 30% giá trị xe thôi nha. Là bạn này bỏ ra khoảng 180 tới 200 nha. Là được hỗ trợ trả góp rồi. Khoảng 200 là được hỗ trợ trả góp rồi nha. Đây, có cái chi tiết mâm nè. Vỏ nguyên zin hết nha các. Vỏ nguyên zin hết nha. Chiếc xe rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Cross thì thay thế Corolla Tactic nha. Cái hàng nào muốn một bạn xe gầm cao thì đi bạn này rất là ok nha. Bạn này nội thất rất là đẹp nè. Nó hất màu đỏ nè. Đó. Đây, rất là đẹp nè. Ghế là cái chỉnh điện hết nha. Bạn này đi rất là thích, máy móc độ. Cảm giác lái rất là tốt nha. Màn hình 10 inch, màn hình Android 10 inch, điều hòa tự động hai vùng. Đó, cần số nè, xe mới keng luôn nha các. Xe đó, mới keng luôn. Chân nè. Còn được bảo hành tại hãng hết nha. Bảo hành tới 60.000 cây còn lại nè. Và được bảo hành tới 2024 nha. Đây. Cái xe rất là đẹp nha. Bạn này đang tìm mẫu Cross này thì trực tiếp qua bên mình nha. Có 4 cái mâm nè, còn mới keng luôn nha các. Mới keng luôn. Rồi, mình mở đó, phần khoang phía sau nè. Rất là rộng nha. Cực kỳ rộng rãi và rất là nhiều tính năng an toàn trên mẫu Corolla Cross nha. Đây, vỏ Suzuki chưa lăn luôn nha các. Đây, vỏ Suzuki nè. Chưa có sử dụng luôn nha. Đó, còn ngày chưa sử dụng gì hết nha. Còn mới keng luôn nha. Tất cả các xe tại hiện Toyota đều khách hàng được đảm bảo chất lượng nha. Quý khách hàng có thể được bên mình cam kết bằng văn bản hoặc là đi tới hãng nha. Đi tới hãng thoải mái. Xe bên mình đã kiểm tra đảm bảo các hạng mục chung khách hàng nha. Rồi, mình sẽ mở khoang máy. Mở khoang máy cho quý khách hàng cùng xem. Máy móc thì chưa có rửa nha, nên sẽ hơi dơ xíu. Đây, rửa lại là đẹp nữa nha. Đây, chiếc xe nè, mới keng luôn nha các.
cái chi tiết còn 7 màu hết nè, đó còn 7 màu hết nha. Nguyên bản hết từng con ốc nha, từng con ốc nha, chất lượng bên mình luôn được đảm bảo cho từng khách hàng đó, từng con ốc. Rồi khách hàng nào có nhu cầu tìm ba bạn xe này, ba mẫu xe này, qua xem trực tiếp nha, đời rất là cao, 2021, 2022 và 2023. Xe đang có mặt tại Hiền Toyota, địa chỉ là 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, hoặc là liên hệ qua hai số điện thoại 0901 777 888 và 0908 66999. Liên hệ bên mình để xem trực tiếp ba mẫu xe này, và còn rất là nhiều xe tại salon luôn nha. Tất cả các mẫu xe của Toyota bên mình đều có nha, từ đời thấp tới đời cao luôn. Quý khách hàng nào có nhu cầu thì cứ tới trực tiếp xem, và kính chúc quý khách hàng một ngày làm việc năng động, hiệu quả, tràn đầy năng lượng và tràn gặp niềm vui trong công việc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.